Cùng ngày 5 tháng 5, lúc 2 giờ trưa, nhóm tình nguyện Sen Vàng Vietnamese American Services VAS tổ chức lễ tri ân cha mẹ tại Coastview Presbyterian Church, thành phố Silver Spring, Maryland. Có khoảng 100 vị cao niên trong vùng. Có ông Phó Viện trưởng Washington Adventist Hospital, đại diện của quận trưởng quận Montgomery và nhiều viên chức khác trong quận và ngoài quận như Boston, v.v. Một số tổ chức như VNMAP, AAHI, VSAM và có khoảng 50 thiện nguyện viên VAS phục vụ các vị cao niên trong buổi tiệc. Ngoài ra còn có các bàn ở phía ngoài là các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển, dịch vụ khám sức khỏe, chữa bệnh, tư vấn tiểu đường, dinh dưỡng cho người cao niên. Có nhiều quà tặng và tài liệu tham khảo. Mở đầu là phần khai mạc và lời chào mừng, cảm ơn của cô Thơ Trần, Giám đốc Hội Thiện nguyện Sen Vàng VAS. Và sau đó là phần văn nghệ do anh chị em trong nhóm giúp vui. Được biết, VAS được thành lập năm 2015, nhưng cũng giúp được cư dân trong vùng đáng kể như mở các lớp dạy Anh văn, giúp đỡ hướng dẫn những người mới đến, giới thiệu việc làm cũng như điền đơn cho những người không biết tiếng Anh hoặc xin bảo hiểm sức khỏe. Ngoài ra, nhóm VMAP đã đến tận bàn tặng mỗi vị cao niên một bông hồng để tỏ lòng biết ơn. Cuối cùng là phần phát bằng khen cho các anh chị thiện nguyện. Và chương trình kết thúc vào lúc 4 giờ chiều cùng ngày. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.